Xin chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại với khóa học Inventor cơ bản của mình. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi tiếp các lệnh trong Sketch. Hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người về lệnh Project Geometry. Ở đây, lệnh Project Geometry thì chúng ta có thể sử dụng để tham chiếu một đối tượng. Ví dụ như ở đây mình có một cái tâm của hệ trục tọa độ. Trong trường hợp mình bị mất cái tâm này, mọi người muốn lấy lại, mọi người sẽ project geometry của cái thằng center point này. Đây là thằng center point của sketch 2D ha. Mình sẽ tham chiếu thằng này lên. Rồi, thì lúc này chúng ta sẽ có được một cái điểm như thế này. Rồi, đó là lệnh project geometry. Hoặc nếu trong trường hợp mọi người có một cái đối tượng như thế này. Ví dụ mình phát thảo sketch trên mặt này, mọi người muốn vẽ một cái trụ đây, một cái trụ khoảng cách từ đây đến đây và khoảng cách từ đây đến đây, thì mọi người cần phải có cái đường thẳng này và đường thẳng này, thì mọi người sẽ sử dụng project geometry bắt thằng này và bắt thằng này lên, sau đó mọi người dùng dimension. Thì mọi người cần phải có cái dim, có cái cảnh này để dim kích thước cho nó. Và ở đây chúng ta đã fully constrained finish sketch này, thì mọi người sẽ có được một cái hình trụ như thế này. Đây là lệnh trong môi trường 3D, mình sẽ hướng dẫn sau ha. Rồi, chức năng của lệnh project geometry, nó để tham chiếu cái đối tượng cạnh của mình lên để mình ra một cái thước. Rồi, tiếp theo mình sẽ hướng dẫn mọi người lệnh trim stand split này. Lệnh trim ví dụ ở đây mình có những đường thẳng cách nhau như thế này, mình sẽ sử dụng lệnh trim và mình rê chuột chọn thì nó sẽ cắt những cái đối tượng như thế này ha. Rồi, có một cách khác mọi người có thể click chuột trái giữ và kéo đi thì nó chạm đường nào nó sẽ cắt đường đó, và thậm chí nó sẽ cắt đường cuối cùng. Lệnh extend, ví dụ mình có hai đường thẳng này, mình sử dụng lệnh extend để nối dài cái đường này ra. Mọi người rê chuột vào thì nó sẽ được nối dài ra đến cái phương của đường thẳng này. Rồi, click chuột trái là xong. Lệnh split, lệnh split là dùng để tách hai đối tượng ra. Ví dụ ở đây mình sử dụng split, mình rê chuột vào đây cái đường thẳng này thì nó sẽ có một dấu x và nó sẽ tách cái đường thẳng này thành hai phần và nó được giao nhau tại cái điểm này. Đây, mình click chuột trái. Rồi, EC thoát lệnh thì lúc này hai đường thẳng này sẽ được chia ra làm hai. Ok ha. Hoặc chúng ta có thể split cái đường tròn này. Đây, thì lúc này hai khung tròn nó sẽ được chia ra. Tiếp theo là lệnh offset. Ví dụ chúng ta có một rectangle này, chúng ta sử dụng lệnh offset để offset cái thằng này vào trong, click chuột trái ha, và mình nhập kích thước offset vào trong, ví dụ như là 0.5 thì thằng này sẽ được offset vào trong là 0.5. Trong trường hợp mọi người muốn offset một cạnh thôi thì mọi người sẽ sử dụng offset, mọi người click chuột phải. Ở đây nó sẽ có là lớp select, tức là nó sẽ chọn đi dạng kín, thì mình bỏ thằng này ra và mình lift một cạnh. Rồi, sau đó mình dùng chuột phải, sử dụng continue thì lúc này nó sẽ kéo một cạnh ra. Và cái thao tác thì nó hơi khác một tí ha, là chúng ta cần phải có continue. Đây là trường hợp chúng ta offset một cạnh. Rồi, thì lúc sau mọi người cũng chọn được một cạnh, muốn trở về lớp thì chuột phải lift cái lớp này lên. Rồi, thì lúc này nó sẽ nhận cả cái dạng này ha. Và một cái nữa thì mọi người sẽ thấy là khi cái thằng này là hình chữ nhật, nó có các cái ràng buộc vuông góc này, song song này, thì mình offset vào trong nó sẽ cũng có những cái ràng buộc này. Chúng ta có một cái option của offset chuột phải, đây là constraint offset, thì chúng ta có thể
sử dụng cho nó không còn cái phần tre này nữa, nó chỉ offset vào cái biên dạng, và lúc đó chúng ta sẽ ràng buộc lại bằng cách bỏ cái phần tre offset này ra. Rồi lúc này chúng ta sẽ đưa vào nhập 0.5, thì lúc này nó chỉ offset vào đúng một đoạn 0.5 và chúng ta có thể điều chỉnh được. Đây, thằng này nó sẽ được không có một cái ràng buộc nào cả. Rồi, như vậy là bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào mọi người.